Tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quyết định của Tổng thống Trump về việc bổ nhiệm tân thẩm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tuần tới sẽ đề cử một phụ nữ thay thế, cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, làm leo thang căng thẳng chính trị về người kế nhiệm. Thẩm phán tối cao pháp viện Ginsburg 87 tuổi qua đời vào hôm thứ Sáu, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Đối thủ Đảng dân chủ của ông Trump là Joe Biden nói, quyết định về người thay thế bà nên đợi cho đến sau cuộc bỏ phiếu. Sự cân bằng ý thức hệ của tòa án chính thành viên rất quan trọng đối với phán quyết của tòa về các vấn đề quan trọng nhất trong luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng tổng thống Trump tuyên bố sẽ không chậm trễ tuyên thệ người kế nhiệm Transfer, ấy khiến cho đảng viên Dân Chủ tức giận. Họ lo ngại đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu để bảo đảm rằng đa số bảo thủ kéo dài hàng thập kỷ trong tòa án cao nhất của đất nước. Tôi sẽ đề cử một ứng cử viên vào tuần tới, đó sẽ là một phụ nữ. Ông Trump nói tại cuộc vận động tranh cử tại Fayetteville, Bắc Carolina vào hôm thứ Bảy. Tôi nghĩ đó là một phụ nữ vì tôi thực sự thích phụ nữ hơn đàn ông. Một số người ủng hộ Hồ Vàng hay lấp đầy vị trí đó khi ông Trump phát biểu, thúc giục ông tận dụng cơ hội hiếm hoi để đề cử một thẩm phán thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống cho một vị trí trọn đời tại tòa án. Trước đó ông Trump đã ca ngợi hai nữ thẩm phán trên các tòa phúc thẩm là những lựa chọn khả thi Cả hai thẩm phán Amy Komi Barrett và Barbara LaGuard đều là những người bảo thủ, những người sẽ đưa cán cân của tối cao pháp Việt nghiêng hẳn về đảng Cộng Hòa. Đảng viên Dân Chủ đã phản đối mạnh mẽ bất kỳ đề cử nào trước cuộc bầu cử vào tháng 11, lập luận rằng đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện đã ngăn cản sự lựa chọn của Tổng thống Dân Chủ Barack Obama cho tòa án, hàng đầu của Mỹ vào năm 2016. Vào thời điểm đó, 8 tháng trước ngày bầu cử, lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell biện minh cho độc thái này với lý do là năm bầu cử. Nhưng hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ McConnell nói ông dự định hành động dựa trên bất kỳ đề cử nào mà ông Trump đưa ra và đưa nó ra bỏ phiếu tại Thượng viện trước ngày bầu cử. James Burr, một biểu tượng cấp tiến và người mang tiêu chuẩn nữ quyền chết vì ung thư tuyến tụy di căn tại nhà riêng ở washington dc với gia đình chung quanh bà là người phụ nữ thứ hai từng ngồi vào tòa án tối cao người ủng hộ bà tập trung bên ngoài tòa án vào tối thứ sáu để bày tỏ lòng kính trọng đối với người phụ nữ được mọi người triệu mến gọi là abg khét tiếng Tại sao việc bổ nhiệm gây tranh cãi? Việc bổ nhiệm các thẩm phán ở Mỹ là một câu hỏi chính trị. Có nghĩa là Tổng thống được quyền lựa chọn người định cử thượng viện sau đó bỏ phiếu để xác nhận hoặc từ chối lựa chọn đó. Ginsburg, người đã phục vụ trong 27 năm, là một trong bốn thẩm phán cấp tiến trên băng ghế của chính thẩm phán. Cái chết của bà có nghĩa là. Nếu Đảng Cộng hòa thông qua đề cử, cán cân quyền lực sẽ chuyển hẳn sang phe bảo thủ. Ông Trump, người đã chọn hai thẩm phán của Tối cao Pháp viện trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhận thức rõ rằng việc đưa người được đề cử của ông vào sẽ cho phép phe bảo thủ kiểm soát các quyết định quan trọng trong nhiều thập kỷ tới. Thẩm phán có thể phục vụ suốt đời trừ khi họ quyết định nghỉ hưu chúng ta được đặt ở vị trí quyền lực và tầm quan trọng này để đưa ra quyết định cho những người đã bầu ra chúng ta một cách tự hào. Điều quan trọng nhất trong những cuộc quyết định từ lâu được coi là sự lựa chọn thẩm phán vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Chúng ta có nghĩa vụ này không chậm trễ. Ông đã viết trên Twitter vào hôm thứ bảy. Trước đó thì ông McConnell nói trong một tuyên bố trong đó có lời tri ân tới thẩm phán Griesberg rằng ứng viên được đề cử của tổng thống Trump sẽ nhận được phiếu bầu trên sàn của thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ McConnell lập luận năm 2016 rằng người dân Mỹ nên có tiếng nói trong việc lựa chọn thẩm phán tối cao pháp viện kế tiếp, có nghĩa là vị trí này không nên được lấp đầy cho đến khi chúng ta có tổng thống mới. Nhưng giờ đây ông McConnell nói rằng Thượng viện có quyền hành động vì nó do đảng Cộng hòa kiểm soát và ông Trump là tổng thống của đảng Cộng hòa. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.